Tự xưng được nhận lộc thánh, có khả năng xem bói, nhìn trước vận hạn. Đều đặn vào 20 giờ mỗi tối, người đàn ông này lại phát trực tiếp trên mạng xã hội để xem bói online. Dù chỉ là những câu chuyện bịa đặt mang đầy màu sắc ma mị, mê tín dị đoan, thế nhưng mỗi lần người này phát trực tiếp đều thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi. Càng đông người xem, những đòn tâm lý đánh vào lòng tin của người dân càng nặng nề. Ở cái khu đất này nhà mình, là cậu Đức thấy là có một vong lam, cuộc đời của chị vất vả lắm, nước mắt chan cơm, không ai khổ bằng chị. Nói về cái mảnh đất này nhà anh Nguyễn Văn Toàn thì cậu Đức cũng sang tay luôn là hướng đằng bên phải nhà anh là có vong. Đấy, có ma tà. Và hướng đằng bên phải nhà anh thì cậu thấy là có một vong lam mất trẻ. Kết thúc màn hù dọa khiến cho người nhờ xem bói dựng tóc gáy. Người này bắt đầu vào phần nội dung chính, đó là giao bán hàng online. Thì những chiếc vòng này cửa cậu Đức có mấy trăm nghìn, cả vòng cả làm lễ thôi. Mọi người ăn tiêu cũng hết nha mọi người nhá. Và cậu Đức cũng nói luôn là mọi người thỉnh vòng cửa cậu Đức mà đeo không nọc không may mắn, cậu Đức xin hoàn tiền nhá. Khi mọi người thỉnh vòng cửa cậu Đức sẽ được cậu Đức tặng một bùa trừ ma trừ tà, tránh trùng tang, trẻ con khóc về đêm. Để làm rõ chiêu trò bán hàng online bằng hình thức tuyên truyền mê tín dị đoan, phóng viên phối hợp cùng chính quyền địa phương đã tìm đến tận nhà người tự xưng là cậu Đức. Tuy nhiên khi biết bị vạch trần, người này đã tìm cách né tránh, chỉ để người nhà ra làm việc. Xã bảo không cho help thì thôi thì nghỉ không qua nữa. Thì không qua nữa, không giúp bà con nữa, thế thôi, có cái gì đâu. Mua cảm thấy không ấy, trả lại tiền. Thì còn kêu ca cái gì, mà bà lừa đảo cái gì. Nói là không lừa đảo, thế nhưng thực tế tại nhà của người này vẫn có rất nhiều những chiếc vòng bị gửi trả lại mà người mua không hề được nhận lại tiền. Để kiểm chứng, phóng viên đã gọi điện cho số máy của một người mua, viết trên bưu phẩm hoàn trả. Mực thì gửi lại vòng, bây giờ gửi đi bao nhiêu hôm rồi cũng không cho cả số tài khoản, không thấy gửi lại tiền. Trường hợp này đúng là lừa người mà gửi lại. Theo lãnh đạo xã Việt Hòa thì người đàn ông này không có công việc ổn định mà thường xuyên tổ chức xem bói trực tuyến nhằm trục lợi bất chính. Gia đình anh Đức, anh ấy tung trên mạng thì chúng tôi sẽ chỉ đạo làm sao cho tức là cái nền văn hóa của địa phương và mời đồng chí Đức ra để làm sao một thứ nhất là giáo dục gian đe đồng chí làm sao ký cam kết đảm bảo thực hiện tốt không cho đồng chí làm được cái việc đó. Theo điều 320 Bộ luật hình sự, hành vi hoạt động mê tín dị đoan nếu thu lợi bất chính từ 200 triệu đồng trở lên hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự có thể bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. Ngoài ra còn có thể bị phạt tiền lên đến 50 triệu đồng.